con rùa này. Thôi thôi thôi. Băm con rùa luôn. Kìa, con mình ở trên. Úi giời. Nó. Úi giời. Là anh em này, này anh em nào đánh liên minh ấy. Anh em nhìn thấy cái con cua này nó quăng bom khác nào với con Dinh ở trong liên minh huyền thoại không? Quăng bom này mấy phát xong lỏ nhá. Đây gọi con cua ấy, con cua Dinh anh em. Dích, con cái con Dích quăng bom này. Dinh hay Dích cũng gọi gọi con Dinh. Dích quăng bom này, đây là con Dích anh em. Dích, Dích quăng bom này. Quăng bom này. Quăng bom mẹ ấy nào nó úi trời, úi trời ơi, quá ghê gớm, trời ơi, đấy anh em nhìn nhau, nhìn trong liên tiếp lóa mắt ra nhưng mà được một cái đồng nào đâu, ui à. Nào mình nhảy ấy đến 11 rồi, đấy. Bạn ơi. Giờ đến lượt anh mà. Chú sao nhỉ? Của ai? Của tao đây. Mình chéo luôn. Theo mình chéo. Ôi, con sao này còn của tao, cái thằng kia mày bắt tao đi. Không hiểu ui, anh em nghĩ không sao, bắn 2 phát mà. Hai thằng, hai, bắn 2 win. Mình nói không nhỉ, cả mấy con to, nhưng mấy con to bắn chỉ tốn thời gian, chả được cái gì. Tốn thời gian lắm. Rồi. Anh em nào mà bắn con cá mập này gọi là chơi luôn, biết chơi luôn nhỉ. Lại số 10 rồi. Thế có giỏi không? Mới phát nào còn 11 xong giờ lại xuống 10. Buồn lắm anh em ạ. À. Buồn lắm em ơi. Úi giời. Chuyển đối tượng luôn. Ui dồi ôi, sao lại còn 10 này. Nào nhanh, cho một quả phát nữa nào. À, nhanh. Tích lũy. Nhanh lên nào. Đâu hết rồi. Ui giời ơi, cái đúng cái lúc. Ui giời, đạn bay tứ tung lên trên trời. Mà nhằm mực con bạch tuộc. Con sao này là của anh cũng chết rồi. Cá đâu hết rồi, nhanh lên vào hết đây xem nào. Cho một phát thôi là các chú liệm hết luôn này. Rồi. Lần cuối này xác nhận. Ở đây chính ạ. Ok tạm biệt anh em.